Xin chào các bạn, hôm nay Sâm Nhật Việt sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm, đó là cái đèn bàn mà chúng ta cũng có thể coi đó là đèn ngủ luôn. Thì cái đèn này được Sâm Nhật Việt order từ Nhật Bản về và thương hiệu của nó là Aoki, nó là đèn led để bàn. Thường thì người ta sẽ sử dụng cái đèn này để làm đèn ngủ, nhìn rất là nhỏ gọn đúng không nào, các bạn có thể nhìn thấy này. Chiếc đèn này rất là nhẹ. Đây là một chiếc đèn được bán tại Nhật. Tuy nhiên thì để giảm chi phí và giá thành thì người ta gia công cái đèn này ở Trung Quốc. Thế nên là ở trên đèn thì sẽ có chữ Made in China các bạn nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Cách sử dụng chiếc đèn này thì rất là đơn giản. Đó là chúng ta sẽ giữ nút nguồn khoảng 2 đến 3 giây. Đấy, đây là mình bật nó lên, mình sẽ tắt nó đi này. Giữ nguồn khoảng 2 đến 3 giây. Đấy, thì nó sẽ tắt rồi nhá. Sau khi mà chúng ta tắt rồi thì mình sẽ khởi động lại để đằng sau này nó sẽ có ba cái chế độ. Đó là chế độ nhiều màu này, chế độ một màu và chế độ sáng lạnh. Đấy, hiểu đơn giản là như vậy. Đây các bạn có thể nhìn thấy ba chế độ này. Thì mình sẽ test từng chế độ cho các bạn xem. Trước tiên thì mình sẽ khởi động đèn lên đã. Đấy, nó đang ở chế độ nhiều màu này. Cái ánh sáng của mình nó hơi sáng quá thì không biết các bạn có nhìn rõ không. Nó đang chuyển đấy. Mình sẽ tắt cái đèn của mình đi để cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. Đèn của mình đang chuyển sang màu tím này. Đấy, thì mình sẽ đổi nó sang màu khác. Đây là sáng mờ nhé. Khi mà mình chạm này. Đấy, thì nó sẽ tắt. Nếu mà mình để xuống dưới thì nó sẽ nhạy hơn. Và mình phải cần phải chạm tiếp xúc hơi mạnh một chút vào cái chỗ này. Đấy. Cái đèn này nó có thể cảm ứng được. Thế nên là nó rất là tiện lợi khi mà chúng ta sử dụng vào buổi đêm. Nếu mà trong trường hợp mà sáng quá thì chúng ta có thể dùng tay gõ nhẹ để tắt đi, hoặc là chúng ta có thể điều chỉnh được cái các bạn có thể nhìn này. Vì là mình chạm cái tay vào đây, khi mà mình để xuống dưới thì nó sẽ rất là nhạy. Mình chạm cái tay vào đây thì nó sẽ bị cảm ứng cả hai bên nên nó sẽ không nhạy bằng ấy. Thì mình sẽ đấy. Đấy, các bạn đã thấy chưa? Nó nhạy hơn rồi. Và mình sẽ chạm một lần nữa để cho nó giảm độ sáng. Đấy, các bạn có thể thực hiện rất là đơn giản và dễ dàng đúng không nào? Chúng ta sẽ chạm một lần nữa để cho nó tăng độ sáng. Rất là sáng đúng không nào? Đấy. Sau đó thì mình sẽ thử đổi màu một màu khác nhé. Mình sẽ chuyển về cái chế độ màu này. Đây là màu giữ nguyên của nó nhé. Đây là chế độ một màu thôi. Mình cũng sẽ thử giảm độ sáng này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy rất là rõ đúng không nào? Mình sẽ tăng độ sáng của nó lên. Rất là dễ sử dụng. Và sang đến chế độ nhiều màu, chúng ta sẽ gõ hai lần đèn sẽ tắt. Đấy, gõ hai lần đèn sẽ bật. Khi mà các bạn muốn tiết kiệm pin thì các bạn chỉ việc giữ nút nguồn khoảng 2 đến 3 giây để tắt cái đèn này đi. Đấy, mình sẽ đổi sang cái chế độ nhiều màu. Đây là tự động của đèn này. Đèn đang tự động chuyển màu. Rất là nhiều màu. Ở ngoài của mình thì mình nhìn rõ màu hơn, tuy nhiên thì cái ánh sáng nó làm cho màu của mình không được rõ. Thì chúng ta có thể sử dụng làm đèn bàn trang trí hoặc là đèn ngủ rất là tiện lợi. Khi mà chúng ta không muốn để khi mà chúng ta di chuyển đi đâu đó trong trường hợp mà nhà bị mất điện chẳng hạn, hoặc là chúng ta ra ngoài và trời tối thì các bạn có thể nhìn thấy đằng sau này, chúng ta có thể lấy cái cầm lên là chúng ta xách đi. Rất là tiện đúng không nào? Mình sẽ chuyển sang chế độ này.
nhìn nó rất là sáng. Đấy, chúng ta có thể cầm vào sách đi như này. Và khi mà các bạn sử dụng hết phần pin thì chúng ta có thể sạc. Nó cách sử dụng của nó giống như một chiếc điện thoại vậy. Chúng ta sẽ sạc đầy pin và sử dụng tiếp. Thì ưu điểm của chiếc đèn này đó là pin rất là trâu và còn tùy vào thời gian mà chúng ta sử dụng thì nó mới hết pin ấy. Ví dụ như là chúng ta dùng ít thì chắc khoảng được 3 đến 4 ngày thì chúng ta mới phải sạc pin một lần. Thì các bạn có thể sắm cho gia đình mình chiếc đèn led để bàn. Các bạn có thể liên hệ tới số điện thoại của shop Nhật Việt 0983 131 528 thì nhân viên của shop sẽ tư vấn cũng như là báo giá về chiếc đèn led này để các bạn có thể lựa chọn nó nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn.